Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy cầu nguyện chính là năng lực thuộc linh giúp chúng ta vượt qua được những thử thách cam go trong cuộc sống. Mời quý vị cùng suy gẫm bài học có đề tài Tỉnh thức và cầu nguyện, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Matthew chương 26 câu 36 đến câu 45, để học hỏi tấm gương của Chúa Giê-xu, hầu vững lòng tin cậy ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Rồi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Cê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Kế đó Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ, vì mắt họ đã đờ quá rồi. Đoạn Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba và lặp xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này, giờ đã gần tới, Con Người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Câu gốc của bài học: hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Matthew chương 26 câu 41. Câu hỏi suy gẫm: Chúa Giê-xu cầu xin điều gì với Đức Chúa Cha? Ngài đã kêu gọi các môn đệ làm gì? Chúa Giê-xu đã cảnh báo các môn đệ điều gì? Tại sao chúng ta cần phải tỉnh thức và cầu nguyện? Tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện của chúng ta như thế nào? Kính thưa quý vị, trong mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu thương khó, chúng ta hãy trở về với vườn Gethsemane để cảm nhận sự chiến đấu của Chúa trong đêm Ngài bị bắt và bị xét xử. Sau khi ăn bữa cuối cùng với các môn đồ, Chúa Giê-xu cùng họ đến vườn Gethsemane. Tại đây Ngài đã cầu nguyện 3 lần với Đức Chúa Cha: cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Câu 39. Lời cầu nguyện của Chúa có nghĩa là: nếu còn cách nào khác để cứu con người mà con không phải uống chén đau thương, xin cha bày tỏ. Nhưng nếu không còn cách nào khác hơn con đường thập tự, thì xin ý cha được nên. Dù phải đối diện với sự kinh khiếp vô cùng của thập tự giá, Chúa Giê-xu vẫn thuận phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu chiến đấu trong sự cầu nguyện, và Ngài cũng muốn các môn đệ của Ngài cũng chiến đấu như vậy. Chúa đã kêu gọi họ: hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Câu 38. Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Câu 40. Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Câu 45. Chúa Giê-xu muốn các môn đệ của Ngài tỉnh thức và cầu nguyện cho chính họ, vì nếu không, họ sẽ sa vào trước cám dỗ. Trong những lúc gặp đau khổ, nhiều khi chúng ta mong được biết việc gì sẽ đến, hay biết lý do khiến chúng ta phải chịu sầu khổ. Chúa Giê-xu vốn biết rõ những gì sắp xảy ra cho Ngài, và Ngài cũng biết rõ lý do nữa. Tuy vậy,
cuộc chiến đấu của Ngài vẫn rất cam go, ác liệt hơn bất cứ một cuộc chiến đấu nào chúng ta có thể phải đương đầu. Chúng ta có bằng lòng theo ý muốn Cha không? Để có thể nói được như Chúa Giê-xu, chúng ta phải tin cậy vững chắc vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, đồng thời phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Vì cám dỗ tấn công, lúc chúng ta lơ là nhất, chúng ta không thể một mình chống lại nó. Cầu nguyện là điều quan trọng, vì nhờ sức toàn năng của Chúa, chúng ta sẽ củng cố được việc phòng ngự và đánh bại quyền lực của Satan. Chúa Giê-xu cũng cảm thông cho sự yếu đuối của thân xác chúng ta. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Câu 41. Nên hiện nay, Ngài vẫn cầu thay cho những yếu đuối bất toàn của chúng ta. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Hebrews chương 7 câu 25. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu thương, con không cảm nhận hết sự đau đớn của thập tự giá, nhưng con biết ơn Ngài vì đã chịu sự đau đớn đó vì con. Xin cho con luôn tỉnh thức và cầu nguyện để đắc thắng mỗi ngày trong năng quyền thiên thượng. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có luôn tỉnh thức và cầu nguyện không? Tỉnh thức cầu nguyện mỗi ngày, cậy nhờ sức Chúa tỏ bày ơn Cha, giữa bao bão tố phong ba, bước đi với Chúa vượt qua vững vàng. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.